quý vị, sáng nay 999 chiếc xe VF8, những chiếc ô tô điện thông minh Việt của thương hiệu VinFast đã được xuất khẩu ra thị trường quốc tế, đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe ở Việt Nam. Đây cũng là những mẫu xe điện thông minh trang bị các công nghệ hiện đại tiên tiến trong vận hành, hệ thống giải trí. Nội dung này sẽ được gửi tới quý vị trong hashtag 247 ngày hôm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và tập đoàn Vingroup đã thực hiện nghi thức nhấn nút xuất khẩu lô xe ô tô điện của VinFast. Lô xe VinFast VF8 đầu tiên xuất cảng có số lượng 999 chiếc dành cho thị trường Mỹ, được chuyên chở bằng tàu thuê riêng Silver Queen của Panama. Dự kiến sau khoảng 20 ngày xuất phát từ cảng MBC Port Hải Phòng, lô xe sẽ cập cảng California, Mỹ và sẽ được bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào cuối tháng 12 năm 2022. Chiếc ô tô xuất khẩu ngày hôm nay được sản xuất tại Việt Nam và mang thương hiệu Việt là khẳng định cái đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa dạng hóa thị trường, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo, không chỉ là vì tương lai của đất nước phát triển bền vững, mà còn vì tương lai của chính mình. Thủ tướng cũng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ủng hộ, khuyến khích, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Chiến lược phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam là phù hợp với xu thế quốc tế trong việc đưa phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Công nghệ và công nghiệp chính là câu trả lời cho sự phát triển bền vững của đất nước, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phồn vinh và hạnh phúc. Những chiếc ô tô điện được sản xuất tại Việt Nam mang thương hiệu Việt sẽ mang theo khát vọng và niềm tự hào của chúng ta đi ra khắp thế giới. VF8 là mẫu SUV 5 chỗ thuộc phân khúc D, được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao với loạt tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe thông minh, triệu tập xe thông minh, hỗ trợ đỗ xe từ xa. Ngoài ra, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh Smart Service với các tính năng điều khiển và tương tác với xe thông qua giọng nói, quản lý xe từ xa qua ứng dụng VinFast, mua sắm trực tuyến, chơi trò chơi điện tử trên màn hình xe, đồng bộ với điện thoại cũng mang đến trải nghiệm ấn tượng cho người dùng. Đây là lô xe đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu. Ngay sau thị trường Mỹ, VinFast sẽ xuất khẩu các lô xe VF8 tiếp theo tới thị trường Canada và châu Âu để kịp bàn giao cho khách hàng vào năm 2023. VinFast cũng cho biết đã lên kế hoạch bàn giao mẫu xe VF9 cho thị trường Việt Nam và quốc tế trong quý 1 năm 2023. Với sự trở lại triển lãm ô tô Los Angeles đang diễn ra tại Mỹ tới ngày 27 tháng 11 với 4 mẫu xe điện, VinFast đã nhận được nhiều lời khen từ truyền thông quốc tế. Đặc biệt, xe điện của VinFast còn được điểm danh trong top 10 mẫu xe ấn tượng nhất tại triển lãm này do tạp chí Forbes đánh giá. Mang đến triển lãm ô tô Los Angeles lần này, hãng xe ô tô đến từ Việt Nam VinFast trưng bày 4 mẫu SUV điện VF6, VF7, VF8 và VF9, tương ứng các phân khúc phổ biến là BCDE. Với diện tích gần 1.000 m², VinFast sở hữu một trong những gian hàng lớn nhất tại triển lãm năm nay. Công chúng và khách hàng Mỹ lần đầu tiên được khám phá và trải nghiệm chi tiết thiết kế nội ngoại thất của hai mẫu xe VF6 và VF7. Ngoài ra, khách hàng cũng được trải nghiệm di chuyển thực tế mẫu xe VF8 phiên bản tiền thương mại. Đặc biệt, trong khuôn khổ triển lãm ô tô Los Angeles 2022, VinFast công bố nhận được đơn hàng xe VF8 và VF9 từ Autonomy, công ty cho thuê xe lớn nhất của Mỹ. Với 2.500 xe, đây là một trong những đơn đặt hàng xe điện lớn nhất của Autonomy từ trước đến nay, khẳng định sự đón nhận của thị trường quốc tế dành cho hãng xe Việt. Tạp chí kinh doanh hàng đầu của Mỹ Forbes điểm tên 10 mẫu xe ô tô ấn tượng nhất tại triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles 2022. Trong đó, bộ đôi SUV VF6 và VF7 của VinFast được đánh giá là hai mẫu xe không thể bỏ qua. Xuất hiện tại triển lãm ô tô lâu đời nhất nước Mỹ, hai mẫu SUV điện cỡ nhỏ mới của VinFast, VF6 và VF7 được xem là một hiện tượng. Dù vóc dáng nhỏ hơn so với các mẫu SUV khác của VinFast, nhưng VF6 và VF7 đều là những đối thủ nhỏ mà có võ. The EV Report
chuyên trang về ngành công nghiệp xe điện đánh giá rằng VF6 và VF7 của VinFast mang đến trải nghiệm đẳng cấp bất ngờ của nội thất hiện đại, rộng rãi với thiết kế thời thượng, tinh tế do các nhà thiết kế VinFast đồng sáng tạo với hãng thiết kế nổi tiếng của Italia Torino Design. Với tiêu đề gặp gỡ 8 mẫu xe mới ở triển lãm ô tô quốc tế Los Angeles, nơi tương lai của xe điện sẽ lăn bánh trước công chúng, trang tài chính hàng đầu thế giới Business Insider nhận định VinFast là một tân binh trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô, khởi nghiệp từ năm 2017, nhưng cái tên VinFast đã lan rộng khắp thế giới. Tại Los Angeles, thương hiệu này đã tiết lộ những chiếc crossover điện nhỏ gọn và subcompact VF6 và VF7. Dự kiến những chiếc xe này sẽ đến Mỹ vào năm tới. Dù vậy, bên cạnh những đặc điểm nổi bật như đèn LED và thiết kế hiện đại mang đến dáng vóc của một chiếc xe điện thú vị, nhưng giá niêm yết được công bố thấp hơn với các đối thủ cạnh tranh, thì VinFast mới có thể bán được nhiều xe điện hơn tại thị trường Mỹ. Trong khi đó, trang tin công nghệ TechCrunch với bài viết VinFast quyết tâm chinh phục khách hàng Mỹ bằng 4 mẫu xe SUV điện và có thể một mẫu xe thể thao. VinFast đã giới thiệu 4 xe SUV điện ở triển lãm Los Angeles lần này và thậm chí còn gợi ý về một chiếc xe thể thao khi nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Việt Nam đẩy mạnh kế hoạch thâm nhập thị trường Mỹ. Những mẫu xe mới của VinFast có kích cỡ đa dạng, từ 5 chỗ đến 7 chỗ, là một phần trong nỗ lực thu hút người tiêu dùng Mỹ, mang đến nhiều lựa chọn. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm vắng bóng, triển lãm Việt Nam Motor Show đã chính thức quay trở lại. Sự kiện năm nay có sự góp mặt của 14 thương hiệu xe, trong đó có nhiều thương hiệu mới cùng không ít màn trình diễn sôi động. Bên cạnh đó thì triển lãm năm nay cũng cho thấy sự lên ngôi của xe điện, xe hybrid thân thiện với môi trường. Một trong số đó là motorbike của hãng Elias, một công ty khởi nghiệp của Việt Nam. Đáng tự hào hơn, đây còn là motorbike cá nhân đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên VTC. Elias là một startup Việt Nam, trụ sở đặt tại Hà Nội, chào bán 4 mẫu motorbike bao gồm E1, Pegasus, Minotaur và Custom. Giá bán quy đổi lần lượt là 2 tỷ đồng, 2,2 tỷ đồng, 2,46 tỷ đồng và 2,46 tỷ đồng. Tất cả đều được sản xuất tại Việt Nam. Nguyên mẫu đang được trưng bày tại triển lãm là nguyên mẫu của Pegasus, đã bay thử nghiệm hơn 100 giờ và di chuyển tổng quãng đường 1.000 km. Trong quá trình thử nghiệm, nguyên mẫu chỉ có những bộ phận cơ bản, còn thân vỏ bên ngoài được gấp rút hoàn thiện để trưng bày ở triển lãm, không phải thiết kế chính thức. Điểm nổi bật của dòng xe này là được làm bằng hợp kim nhôm và kết hợp với carbon. Nó rất là nhẹ. Và bốn cánh tay thì được trang bị 4 ống motor đôi là 8 motor không trở than. Còn bộ cánh là được làm bằng công nghệ xương là xương gỗ của ép kết hợp với ở ngoài là được phủ carbon. Thì đây hiện tại là cái công nghệ làm cánh là bền và tiên tiến nhất hiện nay. Vận hành bằng pin lithium smart thì nó rất là thân thiện với môi trường. Mục đích sản xuất của mẫu xe này là để công ty mang cái công nghệ tiên tiến nhất về UAM về Việt Nam để mà giải quyết cái vấn đề giao thông đô thị ở Việt Nam hiện nay. Thì đây cũng là một cái vấn đề nhức nhối của không chỉ Việt Nam mà cũng của tất cả các nước trên thế giới hiện nay. Cho nên đó là cái đô thị hàng không nó sẽ là xu thế tất yếu thôi. Và nó sẽ là một cái điển hình cho những cái công nghệ của tương lai, cho nên là cái việc mà ứng dụng ở Việt Nam là việc chắc chắn. Đồng thời là cái giá của cái chiếc motorbike này á, là có thể nói là hiện nay là rẻ nhất thế giới so với những cái dòng khác của những công ty khác. Tôi không nghĩ là cái 2 tỷ đối với dòng một chiếc xe này mà là cao đối với thị trường Việt Nam. Phương tiện này là chúng tôi không chỉ là phát triển cho cá nhân mua mà còn phát triển cho phục vụ giao thông cộng đồng, cũng như là phục vụ cho các cái vấn đề về quản lý đất rừng hay là nhà nước cứu hộ hoặc là giải quyết các vấn đề cháy rừng chẳng hạn. Cho nên là đó là một cái mức giá hợp lý. Hiện nay ở Việt Nam là cái nhu cầu đổi qua xe hơi nó cũng đã rất là nhiều rồi, và một cái giá của một chiếc máy bay này thì nó cũng không là quá đắt so với những cái dòng xe hơi như vậy. Đồng thời thì khi mình ứng dụng cái đó thì mình cũng có thể ứng dụng vào các chương trình du lịch hoặc là taxi bay. Để cho khán giả dễ hình dung hơn về cách sử dụng chiếc xe này thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn xem một vài bước để mà mình vận hành nó như thế nào.
Mà chiếc xe này được đưa vào sử dụng thì các bạn chỉ việc là bước vào trong thôi. Thì đây á là cái buồng lái của cái buồng chỗ ngồi của chiếc xe này, thì nó sẽ phù hợp với những người mà có thể trọng trung bình và trên trung bình một xíu, và chúng tôi sẽ cố gắng phát triển cho cái máy bay này nó phù hợp với tất cả các thể trọng của tất cả mọi người. Chiếc xe này á là nó sẽ có hai chế độ hoạt động. Thì đối với chế độ hoạt động của đại đa số mọi người á, thì là nó sẽ là hoạt động chế độ tự động. Có nghĩa là mọi người lên đây không cần lái gì cả, và xe nó sẽ bay theo cái tuyến đường đã định trước. Thì cái tuyến đường này á, là công ty sẽ setup trước và sẽ cài đặt trước, và liên hệ xin phép cấp phép của Bộ Quốc phòng. Và các bạn chỉ cần lựa chọn cái tuyến đường các bạn muốn đến và leo lên xe thì xe sẽ chở các bạn đến đó. Và cái chế độ vận hành thứ hai là chế độ vận hành bằng tay cầm, thì vận hành bằng thủ công. Thì cái đây là nó chỉ dành cho các chuyên gia của chúng tôi, hoặc là các chuyên gia có nhu cầu học thì sẽ liên hệ với công ty để công ty có thể đào tạo huấn luyện cho mọi người, và mọi người phục vụ cho những cái mục đích khác, chứ không phục vụ cho đại đa số người dân Việt Nam của chúng ta. Và sau khi mà mình lên ngồi thì xe sẽ nhận biết được và bắt đầu cất cánh. Thì cái môi trường cất cánh xung quanh là phải có một cái sân bay để cho mình cất cánh chiếc xe này. Thì khi mà cất cánh lên thì nó sẽ lên đúng độ cao mà mình đã cài đặt trước. Thì cái độ cao đó được tối ưu ở trong cái định tuyến của mình rồi. Thì khi lên đúng được độ cao là xe sẽ bắt đầu bay. Và bay đến điểm, bay đến trạm dừng chân tiếp theo, hoặc là bay đến cái điểm đến của bạn luôn. Thì nếu như cái điểm đến nó gần. Thì hiện tại chiếc xe bay này á, là sẽ bay được 20 phút liên tục, và với quãng đường là 33 km. Nếu như các bạn bay xa hơn thì sẽ có rất là nhiều cái trạm dừng chân để các bạn sạc và bay tiếp. Thì mỗi lần sạc như vậy sẽ tốn khoảng là từ 5 phút và mình sẽ bay tiếp thôi. Rồi sau khi đến thì các bạn chỉ việc xuống xe. Đến nơi là đến sân bay tiếp theo đấy, là các bạn chỉ việc xuống xe và mình kết thúc chuyến bay. Vì còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam nên sản phẩm thu hút được nhiều sự chú ý từ khách tham quan. Không chỉ có người trẻ mà những người ở độ tuổi trung niên và người lớn tuổi cũng tỏ ra rất thích thú để trải nghiệm. Tôi thấy thật là bất ngờ, một cái motorbike mà có thể là thế giới và châu Âu đang làm phát triển, nhưng người Việt Nam mình đã có xứng tầm, đã làm được như vậy. Thật sự là một cái cảm giác rất là vui mừng và hạnh phúc với những người, những startup đầu tiên người Việt, và dám nghĩ, dám làm được những cái mà thế giới họ cũng đang phát triển như thế này. Rồi. Đối với phương tiện mà di chuyển mà trên không cá nhân như thế này ấy, thì nó đặc biệt, mình cảm giác đi máy bay bình thường nó không có. Mình nghĩ là những cái cảm giác mà bay như thế này ấy, thì thật sự là đúng là phương tiện cá nhân, thì nó mới cho mình trải nghiệm thật sự là biết được đến bầu trời và tiếp cận được cái công nghệ cao như vậy. Rất là mong các bạn sẽ phát triển sớm, đưa cái này ra thương mại hóa. Đối với cá nhân tôi ấy, thì tôi luôn luôn ủng hộ về cái giá trị của chúng ta để đưa lên ấy, để bằng và ngang tầm thế giới và sánh được với thế giới. Với mức giá thì để các bạn đưa ra, đó là cái ý tưởng, cái trí tuệ của mình, để bán với cái mức giá như thế nào để tương ứng, tương đồng như vậy, thì mình cảm thấy nó hài lòng. Và những sản phẩm chúng ta là không thể là sản xuất ra với những ý tưởng trí tuệ như thế này mà bán với cái giá rẻ được. Để chúng ta như thế đánh đồng với những cái sản phẩm bình thường, bình dân. Đó, đây là những sản phẩm công nghệ của thế giới tương lai. Để chúng ta phải trân trọng điều đó. Tôi cảm thấy là lên với cái mức giá như thế là hợp lý. Để một cái phương tiện này mà được thương mại hóa và được phép bay, được cất cánh ở Việt Nam, đối với 2 tỷ mình đã, đối với ô tô thì chúng ta đã sở hữu rồi, thì những cái xe siêu sang ấy thì nó chỉ là đi trên mặt đất thôi. Và những cái sản phẩm như thế này là chúng ta là cá nhân hóa và chúng ta được tự do bay, thì không ngại gì chúng ta sẽ chi ra cái số tiền hơn 2 tỷ để sở hữu sản phẩm này của bên bạn. Tôi rất là mong muốn là ngày càng sớm đến cái việc là các bạn thương mại hóa và bán sản phẩm ra cho người tiêu dùng Việt Nam và cho cả toàn thế giới.
Đó, cái điều đó là điều mong muốn của tôi. Mặc dù rất thích thú, nhưng một số khách hàng vẫn cho rằng mẫu xe này có mức giá chưa thực sự dễ tiếp cận. Tôi nghĩ tôi không mua, tại vì tôi thấy trải nghiệm thì có thể vui, nhưng mà tôi không nghĩ là tôi sẽ tự mua về nhà. Đây cũng lần đầu tôi thử một cái VR thì thấy cũng cũng vui, cũng khá là thật. Thật ra cái buồng thì hơi nhỏ với tôi. Thì thật ra khi tôi vào thì cái chuyến bay á, trong cái mắt kiến á, thì nó cũng hơi ngắn. Thì khi tôi tới là nó cũng gần đáp đến nơi rồi. Xong rồi thì tôi cũng có thử di chuyển qua lại giống thì thấy cũng thú vị. Giống thì chắc là giống tàu lượn hơn. Kiểu mấy cái lúc mà nó lên cao mà nó nhìn xuống dưới đó, thì cảm giác khá là giống tàu lượn. Hiện nay, thiết bị bay cá nhân đang phát triển tại một số khu vực như châu Âu và Bắc Mỹ. Đây được coi là một trong những hình thức di chuyển trong tương lai vì giải quyết được bài toán tắc đường và bảo vệ môi trường.